sao bây giờ? Đầu quay lại, đầu quay lại là cái bài đó, ai cũng quay lại đầu. Bắt chồng ra cứ chồng quay lại đầu. Chồng ở đấy nha, nãy mình nói chứ mày không nói. Ở trên giữa trên giận cho biết là nó chạy lên đường tôi coi chứ. Mày đi về vì sao rồi tối vào ban năm, biết đi vào đứt đêm. Đêm sợ chồng giờ thôi chứ em mình giỡn đấy mà ta lên ta ra cũng không thấy thôi hết. Cái nói cho chồng giỡn giỡn, nó dễ cũng không còn giỡn giỡn. Cái nói cho ai biết? Nói mượn hồi đó tiếng lậu chùi, con gì đang muốn lại. Muốn lại mà quên kìa. Dễ quá. Vậy thì mình muốn không? À đúng chị nghe hả anh? Đoạn nhanh này dở là đoạn nhanh này. Sao lại dài đó? Dài là muốn hết ra hả? Nhạc nhanh là nhạc nó ngon. Có, nhạc nó chắc nhiều người mình có. Quay nhé. Nó nhớ là cũng rồi. Đâu bên kia nó tập hai, nó tập hôm em làm cái tập hai cái năm khác. Để đi nhanh. Không phải có được nhanh. Không phải được nhanh. Tao không dành để tao không dành tao hết. Mấy người gọi là dài.